Hello, xin chào mọi người nha. Thì bữa nay em chia sẻ cho mọi người mà cách dán chuyên dịch dây bún mà thường mà mái nhà không có chuyên dịch dây bún chạy nó hay bị lạng mà chạy mặt hàng khó mà nó hay bị lồ quái lại và bị nhân vải lại thì mình dán làm sao? Đó thì bây giờ nó sẽ có ba loại chương dịch, một cái loại chuyên dịch dây bún loại bự và một cái loại chuyên dịch dây bún tầm trung và một cái loại chân dịch mình chế chân dịch chạy cực kỳ là mượt và nó không bị lồ và không bị nhăn thông số ra đều nha đó thì các chị em phụ nữ hãy dòm vào, vào video của em và em sẽ hướng dẫn cụ thể cho mọi người xem nha đó thì chân dịch này là gọi là chân dịch thường nè đó bây giờ em sẽ tháo cái cái chân dịch ra và chỗ em đánh dấu là một tí em sẽ mài cái phần đó đi đó mình tháo góc đó ra rồi mình lấy ra rồi mình mài nha mình mài chỗ cái phần mà mình kẻ bút lông á rồi mình mài vô tầm cỡ một ly gửi đến 2 ly đó mài từ cái điểm đó mài cho nó sâu vô tí một tí mình có thể nhét cộng dây bún vô được đó thì mọi người nhìn vào màn hình nha đó mình kẻ là từ từ đó ra ra đó là mình mài vô khoảng tầm cỡ hai ly hai ly mấy, nó cho hơi sâu sâu vô tí. đó, mình chế chương dịch này chạy cực kỳ là nhẹ, nó không bị nhăn và không bị lùa vải lại nữa. đó trường hợp mấy chương dịch đó là chạy uh, dây bún nhăn được mà chạy nó hay bị lùa vải lại và nó sẽ bị dư thông số và giãn gút trường hợp mình chạy hàng mỏng á, mà mình chạy loại mấy chương dịch mà kiểu dây bún mà chợ bán á, Là nó hay bị lùa vải lại và nó hay bị nhăn nhăn các mặt hàng trường hợp mà mình chạy hàng cực kỳ là mỏng là bóc còn phải chế cái chuyên dịch sao nó cho nó nhẹ và nó có thể ôm ôm chẩn chăm chăm luôn nó không được lòi và không được dư nữa Đấy sau khi mình tháo cái đó ra mình đi mài rồi tí mình sẽ lắp lại và mình hướng dẫn cách dán chuyên dịch làm sao cho nó đúng luôn nha đó thì mọi người cứ tháo cái phần đó ra và kẻ giống như mình và mình mài sâu có nhà có máy mài thì mình mài sâu vô một tí à không có máy mài thì mình ra tiệm sửa xe nào đó mình mượn mài giờ mình kẻ giống như em vậy mình mài vô một tí là được mình khỏi cần ra chậu mình mua đó sau khi em mài xong là nó có phần lõm giống như vậy nha à, nó có phần lõm giống như vậy một tí em sẽ lắp lắp lại và em sẽ dán chỉ mọi người cách dán duy dịch làm sao cho nó hiệu quả đó cái đó là em mài cho nó hơi sâu vô một tí đó mọi người đừng cho cộng dây bún mình nó lúc mà mình mai tốc độ cao cho nó thoát cho nó nhẹ đó trường hợp này mình mình chế là mình khỏi cần ra tiệm mình mua chân dịch dây bún mình chế ở nhà mình mua cuồng như chung như móng là về mình dán có thể mình chạy được dây uh, bún rồi mình khỏi cần mua đó sau khi em mài là chỗ đó nó sẽ có phân hở nha đó mọi người ra tiệm máy mai mua cùng như chung và nhựa mỏng đó nhựa mỏng đó là 05 phải năm ml đó sau khi mình trước khi mình dán á, là mình phải kiếm cái cộng dây bún vô mình mình kiếm cộng dây bún mình dắt vô trước đi là đồng thời lúc đó mình mới cắt cái miếng nhựa rồi mình dán cho nó chuẩn Đó, sau khi em à, yếm cái cộng à, dây bún vô nó vừa tầm là chỗ cái, à, cái gạch em kẻ là đừng cho nó ra dây dao nhiều quá đó mình canh sẵn à, mình để cọng dây bún vô ngay đêm chuẩn rồi một tí mình cắt cái bên à, phần nhựa chung rồi mình dán đó sau khi em cắt miếng nhựa chung rồi em dán nè nó vừa tầm với cái à, phần con dao luôn là đồng thời lúc đó mình lấy keo mình chích lên nha đó rồi mình dán là từ cái chỗ gạch qua đây là miếng như chung còn từ chỗ tan chỉ là miếng nhựa mỏng đó sau khi em dán bên chung xong rồi bây giờ tới bên phần mỏng nè đó bên phần mỏng là bên phần còn lại nha xong mình dán bên mỏng xong rồi lúc đó mình mới phét lỗ rồi mình mới bỏ cộng dây bún vô mình chạy đó sau khi em dán bên nhựa mỏng xong rồi lúc đó mình mới làm dấu đừng mình phét lỗ rồi mình gọt sạch sẽ hết rồi lúc đó mình bỏ vô mình chạy nha à, mình làm dấu đi mình làm dấu một tí mình cho nó dễ gọt đó, sau khi em làm dấu xong rồi bây giờ mình phét lỗ nha phét lỗ đừng xỏ dây bún vô rồi mình chạy nữa bây giờ em làm dấu phát lỗ xong bây giờ em phát lỗ xong rồi em đẩy dây bún vô rồi mình chạy nha đó thì cực kỳ chân dịch ở nhà mình dán cực kỳ là đơn giản chứ yếu mọi người tháo ra đi mài thôi khỏi cần mua chân dịch chi cho nó tốn kém đó mình dán xong mình gọt mấy cái phần dư thừa hết đó sau khi mình phét xong lại chuyên dịch nó sẽ ra giống như vậy đó mọi người thấy không mình phét xong là chuyên dịch nó sẽ ra giống như vậy và đồng thời một tí mình sẽ nhét cộng dây bún vô và mình chạy đó còn mình, mình mà muốn điều chỉnh thông số một tí em sẽ hướng dẫn chỉnh cho mọi người điều chỉnh thông số làm sao cho nó chuẩn nhất luôn đó kể cả chỉnh mặt quẹt làm sao thường thường mà cộng với bún nó ra 6 ly là mình phải kiếm cái mặt quẹt tầm khoảng 7 ly đó kiếm cái mặt quẹt ra tầm khoảng 7 ly là đồng thời lúc đó cộng với bún mình vừa ôm là nó sẽ ra đẹp đó. sau khi mình xỏ dây bún vô mình kéo thử ra nó có chặt quá không chặt quá thì mình mài thêm bớt tí nữa đó thì thường thường dây bún là mình phải kéo là cực kỳ là nhẹ là chạy nó cực kỳ là mướt còn mình kéo mà nó hơi sườn sườn là chạy nó vô mặt hàng nó hay bị gút gút phải là dần lắm đó bây giờ em kéo cực kỳ là nhẹ nha đó thì mọi người cứ áp dụng theo phương án của em làm nha là sẽ hiệu quả nha lắm mà là chạy nó ít bị lùa lùa quải nữa đó sau phần này là cái mặt mệt là tại vì cộng với bún nó là 6 ly là mình phải kiếm cái mặt nguyệt là tầm khoảng 7 ly 7 ly là đồng thời lúc đó là vừa niêm cộng với bún luôn và chạy nó không không có bị to nhỏ và không bị dư bờ hay là thiếu bờ đó mọi người trước khi chỉnh cái máy giấc sổ mà chạy với bún là phải phải để ý cái mặt nguyệt đó cái hàng gạo của em làm nghĩa là điều chỉnh thông số nha điều chỉnh cái thông số mình muốn to nhỏ là tùy tùy ý của mình muốn giảm gốc là tùy ý của mình mình muốn gốc cái thông số lại đạt tiêu chuẩn thì mình cài nó nhiều nhiều vô và mình làm thêm cái hàng gào nữa cho nó dày dài một tí đem đạp thử cho mọi người xem nè đó bây giờ mình thử cái miếng giải dày thử có bị lộ không nha cộng với bún là vừa nêm với cái mặt quẹt để mình chỉ cho mọi người là 7 ly á đó. đó bây giờ em đạp thử cho mọi người có bị lùa không nha trường hợp càng dè cà cả... mình dán kiểu chân dịch này mình có thể mai hàng dày và hàng mỏng được đó chạy cực kỳ là mượt nó không bao giờ bị lùa quái lên luôn đó bây giờ mình là chỉnh cái bờ bờ này là nghĩa là bờ phải ly còn 6 ly thì mình kiếm cái em kiếm cái mặt quẹt nhỏ hơn tí đó là lúc đó mình siết chỉ lại là sẽ ra 6 ly đó bây giờ thành phẩm ra là anh ấy anh mai cực kỳ là lạ nha đó một lớp trên là có một phần lưới nữa mình mà không dán kiểu dân dịch vậy là chạy nó bị rút cái mặt hàng lại dần lắm đó ở dưới là lớp giải còn ở trên là lớp lưới đó anh ấy mai cực kỳ là lẹ nha đó thì video của em đến đây cũng gần hết rồi chúc mọi người làm thành công nha hẹn mọi người clip tiếp theo mọi người nhớ thấy hay và chia